Mạnh cho chú hỏi thì mẹ có quay về với thăm mẹ thăm Mạnh lần nào không? Không về thăm luôn à? Mạnh có muốn có mẹ không? Cũng không có muốn á. Có muốn có mẹ không? Không. Không muốn. Đấy, chắc là Mạnh là từ nhỏ anh chỉ là sống với ông nhiều, thành ra là không có kiểu là không có biết đến tình cảm của người mẹ cũng như là người bố để mà dành cho nữa. Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ông bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Và hôm nay thì cũng có thêm là bạn Nghiêm để mà đồng hành cùng cháu Lực cũng như là hỗ trợ cháu Lực để mà hoàn thiện cái công việc hôm nay. Đấy, Nghiêm thì gửi một lời chào tới các bác Nghiêm nhé. Cháu xin mến chào các bác ạ. Đấy, bây giờ thì Mạnh cháu đi. Nói to lên, nói to lên. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Rồi Mạnh nói lại thêm, nói lại đi. Con chào các ông các bà. Thế hôm nay thì ông của Mạnh thì đi đâu rồi? Làm thuê. Đi làm thuê rồi à? Đi làm thuê ở tận đâu? Mạnh có biết không? Hả? Cũng không biết à? Thế là một mình ạ, Mạnh ở nhà. Mạnh không sợ người khác bắt đi à? Hả? Ở nhà có sợ không? Sợ á? Thế sợ nhưng mà vẫn dám ở nhà à? Ở đây chơi cùng Quyết à? Đấy, chắc có lẽ là ông là đi làm thuê rồi các bác ạ. Thành ra là sáng hôm nay xuống thì cháu Lực là không có gặp ông. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có điện cho ông, thì ông có nói với cháu Lực rằng là ông đang đi làm bộ củi của bác, thành ra là không có về được. Có mỗi là em Mạnh là ở nhà thôi. Ông thì gửi em Mạnh là lên trên nhà hàng xóm là nhà bé Quyết đấy cô bác. Là cháu Lực xuống đây là thấy là chơi với lại bé Quyết ở đây, một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 5 tuổi thôi. Đấy, lúc mà ông đi làm thuê hay là đi đâu thì toàn là ông gửi nhờ hay là cho Mạnh ở nhà một mình cả. Thế là tối hôm qua là Mạnh có ngủ đây không? Hả? Tối hôm qua là ngủ ở dưới nhà dưới kia à? Đấy, nhưng hôm nào mà trời không có mưa to cô bác thì là hai ông cháu ngủ tạm ở dưới cái nhà nhỏ bên này. Ở đây thì những cái tấm bạt này cô bác này thì lúc đầu mà cháu Lực vừa mới xuống ấy chia sẻ đấy thì là cũng được là bà bé với lại chị Giáng My là hỗ trợ cháu Lực là mua bạt xuống để mà che cho ông. Đấy, và hôm nay thì lại có tiếp tục là có bạn Nghiêm mà đồng hành cùng đi cùng cô bác. Và Nghiêm thì cũng có làm một cái kênh nho nhỏ, mình cũng mong muốn rằng là ghi hình những cái cuộc sống ở trên vùng cao, đăng lên trên kênh cho các bác là cùng biết về những cái thước phim cũng như là về cái cuộc sống ở trên vùng cao. Anh Nghiêm thì hiện tại là đang làm thêm là cái kênh gì Nghiêm nhỉ? Thưa các bác, hiện tại cháu đang làm một cái kênh YouTube là Thế Hệ Vàng. Thì trong thời gian tới là cháu cũng mong quý các bác anh chị xem được những cái thước phim của cháu mà chia sẻ lên trên kênh, thì ủng hộ cháu một lượt đăng ký kênh và chia sẻ để lan tỏa nhiều người biết đến hơn ạ. Xin cảm ơn các bác. Còn về cái kênh bạn Nghiêm của bác thì mới lập thôi, thì thành ra là cũng chưa có được sự cái sự đề xuất của bên YouTube đấy. Thì cháu Lực sẽ để đường link của kênh bạn Nghiêm là ở dưới phần bình luận. Thì nếu mà các bác có theo dõi được thước phim này thì cho anh em chúng cháu xin một lượt like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để cho giúp cho kênh được phát triển nhiều hơn, và cho những cái thước phim về những hoàn cảnh được lan tỏa trong nước cũng như là ra bên ngoài nước để cho nhiều người biết đến hơn và giúp đỡ. Thế, hôm nay thì cháu Lực cũng có trích cái tiền của chị hai chị là Nguyệt Thúy các bác ạ. Hôm nọ thì hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực là một cái khoản là dùng để mua tách nước với lại thêm là bạt là 5.052.267 đồng. Và hôm nay thì cháu Lực đã mua mét, mua bạt lên. Là bạt thì cháu Lực mua là hết là 40.000 một mét cô bác ạ. 40.000 thì cháu Lực là mua là 10 mét là bằng 400.000 cô bác ạ. Thế thì còn
cái số tiền còn lại thì cháu được xé để mà mua tách này, cũng như là mua đồ dùng cho hai ông cháu trong thời gian tới của bác nhá. Thế chỗ đây thì ông làm lâu chưa Mạnh? Làm lâu rồi à? Thế là buổi tối là cho ông với lại Mạnh ngủ đây à? Vâng. À, thế đã tối nào được ngủ đây chưa? Có tối nào Mạnh với ông ngủ đây chưa? Ngủ rồi. Ngủ rồi à? Thế hôm đấy là tại sao Mạnh với ông lại ngủ đây? À? Mưa to. Mưa to là ngủ đây à? Vâng. À, thế thì Mạnh là ở đây chơi với Quyết nhá, để chú làm cho nhá. Nhá. Mạnh thì còn nhỏ quá cũng chưa có biết làm không bác. Tí chú gọi lấy phụ lấy cái gì thì lấy cái gì chú nhá. Rồi. Đây cũng có mua thêm cả một chút đinh đây. Dây thép ly nữa. Đinh với lại thép ly này thì cháu Lực mua hết là 50.000 của bác. Thì tổng là cái số tiền hôm nay cháu Lực chi đi là hết 400 là 50.000. Đấy. Và cái số tiền trong cái khoản mà 5 triệu không trăm là 52.000. Thì cháu Lực cũng sẽ tính luôn của bác, vừa rồi thì vừa mới mua cho nên là cháu Lực cũng chưa có vào sổ cả. 5 triệu không trăm là 52.000. 5 triệu không trăm 50. 5 triệu không trăm 52.000 trừ đi là 450.000 thì sẽ còn dư là 4.602.000. Thì cái khoản này thì cháu Đức sẽ để mà mua tách của bác nhá. Mua hết bao nhiêu thì cháu Đức sẽ lại tiếp tục là công khai lên trên kênh của bác. Đấy, được hai chị Nguyệt Thúy tin tưởng thì cái gì làm với các bác về cái vấn đề tiền đông ấy thì là phải là công khai để cho nó minh bạch đi thì các bác mới tin tưởng được. Chắc chắn là trong thời gian vừa rồi thì cũng có rất là nhiều những cái sự hiểu lầm về cháu Lực hay là như thế nào đó thì rất là mong thì các bác sẽ bảo lại với cháu Lực để mà cháu Lực được sửa sai các bác nhé. Còn cái chỗ phần bên này thì chắc là ông chưa có làm của bác ạ, thành ra là cháu Lực chưa có thể mà căng được. Đấy, hôm nay xuống đây thì thấy là ông làm mới chỗ này thôi. Hôm qua thì ông với Mạnh với ông làm à? Không. Thế một mình ông khác làm à? Không. À thế hôm qua Mạnh đi đâu? Kiếc. Mạnh đi nhà Kiếc à? Không. À thế đồ chơi hôm nọ chú mua cho Mạnh thì còn không? Còn. Vẫn còn đúng không? À thế chơi chán rồi à? Chơi chán nhỉ? Chơi chán nhỉ? Chưa chán à? À. Đấy Mạnh thì là một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 5 tuổi thôi các bác ạ. Đấy, một cái cậu bé mà thiếu cả đi tình thương của người bố với người mẹ. Người bố của Mạnh thì hiện tại là đang bị lừa sang bên Campuchia các bác ạ. Trong thời gian vừa rồi thì cháu Đức cũng có được một khán giả ở bên đấy thì cũng có chia sẻ với rất là nhiều những cái câu chuyện ở vùng bên đó. Thì không biết là độ tầm 2-3 năm nữa thì liệu là bố của Mạnh có quay trở lại được không? Thì sợ rằng là bây giờ làm hết công ty này xong thì người ta lại bán đi công ty kia thì không có trở lại về được để mà chăm sóc cho Mạnh với lại ông. Còn người mẹ của em Mạnh ấy, thì là cũng bỏ đi từ rất là lâu rồi cô bác ạ. Bỏ đi từ lúc mà Mạnh là được 2 năm rồi. Thế Mạnh cho chú hỏi thì mẹ có quay về với thăm Mạnh lần nào không? Không về thăm luôn à? Mạnh có muốn có mẹ không? Cũng không có muốn á? Có muốn có mẹ không? Không. Không muốn. Đấy, chắc là Mạnh là từ nhỏ ấy chỉ là sống với ông nhiều, thành ra là không có kiểu là không có biết đến tình cảm của người mẹ cũng như là người bố để mà dành cho nữa. Thế Mạnh có muốn là bố về với Mạnh không? Không. Muốn bố về ở à? Không. Mạnh có nhớ bố của mình không? Nhớ lắm à? Mạnh thì một cậu bé mà rất là đáng yêu. Hay là đi ở cùng chú đi nhỉ? Không. Bố không về ấy? Không. Cho ông ở một mình? Không. Không cho á? Mạnh có thương ông không? Thương. Thương ông à? Thương như nào? Thương như này hay là thương như này? Thương. Hả? Thương to không? Có á. Cái mồm này thì có vẻ như nói chuyện hơi nhỏ nhỉ, nói chuyện to to tí. Nha. Ừ. Chơi đi để chú làm cái này cho.
Bây giờ thì chắc là Nghiêm ạ, bạn sẽ hỗ trợ là mình là quay nhá. Nhưng mà theo bạn là mình nên quay ở bên ngoài hay quay bên trong? Chắc là quay ở bên ngoài đi nhỉ. Quay ở bên ngoài là thôi, tại vì là bên trong thì nó tí nó giống nhiều quá. Quay ở bên ngoài đi. Đấy. Còn còn dư ra bao nhiêu thì cháu Lực sẽ để lại, xong là hôm nào về thì sẽ lại tiếp tục là làm cho ông của bác nhá. Hôm nay thì xuống thì không có gặp ông ở nhà cả. Giao ở đây này bạn ơi. Thế sáng nay Mạnh dậy đã ăn gì chưa? Xem nào. Sáng nay dậy ăn gì chưa? Ăn rồi à? Thế ra đây chú rửa mặt cho một tí nào. Đây ra đây. Một muối thì bẩn bẩn quá rồi. Đây. Đây chú rửa mặt cho. Nước còn về không? Hả? Về à? À cái nguồn nước này thì vừa rồi cũng cho Lực cũng sơ suất là chưa có nói của bác ạ. Cái khoản là 5 triệu đấy. Thì sẽ được là sẽ được cho Lực mua cả thêm nguồn nước này nữa. Đây chú rửa mặt cho một tí. Khăn mặt thì không biết là đi đâu hết rồi. Đây đây. Chú rửa mặt cho. Muối thì bẩn quá. Nghịch nhiều đấy cô bác. Thế là Mạnh là ở nhà chơi với Quyết à? Ờ. Để nước ở đây một tí cho con nước rửa chân đi. Rồi đi ra bên này đi. Thế Quyết là ở nhà là chơi với Mạnh à? À Quyết là nói chào con các bà xem nào. Con chào các ông các bà. Rồi. Ai cắt tóc cho ấy? Bố. Bố cắt tóc cho à? Thế là chơi với lại Mạnh một chút nhá. Đây vào đây Mạnh, vào đây. Đi về đi. Đất của nhà phía ở trên này cô bác này, để mà đi tìm đất ấy thì tìm rất là khó. Này chắc là phải làm cắt hai nửa thành hai nửa luôn nhỉ? Làm hai đi nhỉ? Làm hai nửa đi, xong còn số con dư thì mình sẽ để lại thôi. Ui, to quá bạt này nhỉ? Làm 3. Làm 3. Cho cái chiều này, cho cái chiều này đấy. Chiều này. Chiều. Ô phụ. 10 mét dài đấy nhỉ? Dài 1 mét rồi. Hả? 10 mét rồi. Không biết được, hay là chủ quán cắt nhầm cho hay sao rồi cô bác ạ. À, 10 mét là dài quá. Không biết là hôm nay chủ quán có theo dõi được thước phim không. Nếu mà theo dõi được thước phim thì coi như là 10 mét còn lại thì sẽ tặng hai ông cháu luôn nhá. Đừng. Mày ơi, lấy dao chú đi mày ơi. Ôi, chỗ này 2 mét rồi. Nhờ. Dao ra to, ra to, mày dao to đâu. Lấy dao to cho chú nào. Xong rồi. Bạt này thì là 20 mét rồi cô bác ạ. Không phải là 10 mét nữa đâu. Ở đây chú nào. Rồi. Có khi là nếu mà một tí nữa chắc là phải đi gửi lại thêm là bà chủ quán mất cô bác ạ. Bạt thì nó có nhiều loại bạt cô bác ạ, có loại thì nó mỏng hơn, có loại thì nó dày, nhưng mà chọn cái loại dày thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. À mày ơi, đây, cầm dao chú nào. Mạnh thì sẽ chịu trách nhiệm là cất dao với lại cầm dao, này lấy dao để lên trên đi. Mình gấp lại đã.
Bạn gấp từ đấy vào đi. Hôm nay thì sẽ dư thì sẽ để lại, lần sau thì sẽ làm thêm cái khác nữa. Bạt ở phần phía nhà cũ này thì cũng đã bị rột hết rồi. Mày ơi, lấy dao chú nào mày. Dao ở đâu? Đấy, chỉ cần hô cái là rất là nhanh nhẹn các bác ạ. Cắt đến đây nhỉ? Đây nhá. Lập phía bên này cho hai ông cháu trước của bác, còn là phía bên kia thì lúc nào mà đan thêm những cái tấm này thì cháu Đức sẽ làm sau. Cứ cho từ trên cao xuống nhỉ. Bây giờ cho là dây thép để buộc luôn nhỉ. Kéo thừa ra tí mà. Cứ kéo thừa cho nó lên trên. Này mình làm theo cái này thì một tí khuôn căng đâu. Căng quá thì tí mình buộc nó khó. Thế búa đâu rồi mày? Mày cầm đinh cho chú đi, cầm đinh cho chú Nghiêm đi. Đấy. Cầm cho chú Nghiêm đi. Đây, cầm búa đó, đây. Cho chú Nghiêm chú ấy. Cái kim đâu nhỉ? Kim đây bà. Kim đấy à? Chú xin nhá. Đấy. Chỉ mạnh thì là phụ giúp thôi. Kìm cắt vài đoạn trước. Bố mẹ của Quyết đi đâu hết rồi? À Quyết. Bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ đi đâu? Quyết trả lời à? Hay là còn đang buồn ngủ ấy? Hay thì bây giờ mình cố định xong một tí nữa chắc là phải lấy phay nẹp, cây nẹp ấy nhở. Đấy, tí thế nào mà nó không được thì mình lấy gấp sau. Được đấy nhỏ, như này đấy. Thôi gấp như này thôi chứ. Đúng rồi. Nay mình không phải là... cắt ra thì nó lại... Mình không phải kéo cho nó căng đâu mà, mình cứ gấp cho nó... thì quấn vào trong nhà luôn. Làm từng bên kia một về nhà. Từ đầu trên xuống, cái cửa thì nó phải kéo ra bên dưới. Tre như thế này thì sẽ để mà đỡ gió lùa vào, với lại là khi mà có mưa ấy các bác. Thế đây đinh ống được không? Đây không có cột.
Không cột à? Thì lấy cái này buộc vào cái kia thôi nhỉ? Thế ở đây bạn cần bao nhiêu thì bạn cắt nhé. Mạnh đâu rồi Quyết? Mạnh ở nhà. Mạnh ở nhà làm gì ấy? Mạnh ở nhà làm gì ấy? Xem nào, cái thanh niên này vào nhà làm gì ấy? Làm gì đấy Mạnh? Hả? À, vào nhà cũng là con chỉ để chơi thôi cô bác ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Nhà của hai ông cháu thì ở trong là cũng có khá là nhiều đồ ướp, thành ra là khá là chật. Tận đâu nhỉ? Thấy thép bao nhiêu này? Lùa không rồi. Xong rồi à? Đây là một tí là cái này dài ra đấy nhỉ? Mình buộc á. Đấy, đóng đinh được à? Rồi thì chắc là buộc vào cái nạp kia thôi. Đây nó phải dài dài như này này thì nó mới không có bị ấy. Tí vẫn phải lấy theo buộc em nhỉ? Không này, nó đầu đinh thì nó không có đầu bám đấy. Hôm nay gió nó lùa nó lại bay ra. Ôi trời, tí đâu. Thì có ông ở nhà thì ông sẽ làm cùng với hai anh em rồi. Thế nhưng mà ông thì tuy nhiên là ông cũng đi làm thuê mất rồi. Thành ra là hai anh em sẽ tự làm cho ông luôn. Để đến lúc ông về thì ông không còn làm nữa. Này bây giờ đi kiếm cái tre về nhỉ? Tre để một tí nữa làm mà 2-3 thanh ở đây không? Cho vào đây buộc vào luôn. Đấy. Thì nó mới cho nó mới chắc hơn. Như vậy này. Như vậy bạn đo đo được trên. Mày ơi. Mày à. Gọi mày lấy dao chú ấy. Mày ấy. Chặt đến đây nhờ. Đây đi. Anh ra một tí. Dài một tí. Rồi cầm đây đi. Cầm đây. Chắc cầm đây là cái vừa rồi. Giao rồi mẹ ơi. Giao rồi. Thế giao chú nào. Giao đâu. Giao đâu. Đây. Làm gì ở nhà đấy hả? Hả? Chơi á? Cho bé rồi. Cho bé rồi. Cho bé ở nhà mình rồi.
Này thì tí mình lấy dây thép buộc vào đây. Cho nó cao lên một tí được không? À, tí mình lấy thêm cây nữa, tí mình lấy thêm cây nữa. Bảo mạnh lấy dao cho chú đó, mạnh đâu? Nóng nhá. Nóng đi. Mẹ đâu? Xem mà buộc ở dưới, đóng ở dưới này. Đấy, đinh. Xong rồi tí mấy kia thì mình lấy buộc theo nhỉ? Dây thép buộc. Được chưa ạ? Chưa thấy sao rồi giờ? Chưa đâu? Lấy dao chú nào mày ơi, dao đâu? Dao đấy. Bình ngắn quá. Bình ngắn quá. Buộc đi. Đoạn đấy chắc phải buộc thôi. Đây bạn đóng đinh này đây thế. Thế thế nhá, cầm cầm chú nhá, cầm dao nhá. Bên này cũng ngắn quá nhưng mà không được đâu. Đấy không? Ngắn quá, lấy tí mình lấy dây thép đi buộc theo chú này. Bây giờ bạn cắt dây thép đi để buộc luôn đi. Buộc vào dưỡng cho nó. Chỗ này ngắn quá. Đinh ấy, đinh vừa rồi mình mua ngắn quá nhờ. Cái này đấy mà mua tầm đinh 7 thì hợp. Đinh 7 là vừa đấy. Cầm dao chú nhá. Rồi. Đoạn nào ấy nhỉ? Đây, đây, đây. Ê, nhầm. Đây mà. Đây mà. Nhầm, đây mà, dưới mà. Đây mà. Dưới này à? Dưới nữa, đây, tít dưới nữa. Đúng chưa? Tít dưới, bạn đưa dây thép ly ra đây. Này ở đây mình còn không nhìn thấy cái lỗ đâu cơ. Cứ bấm đại đi thôi. Thì có khe nào vào không? Đấy, khe này, ngón tay này này. Cứ thẳng xuống đấy là được. Nhưng chỗ này không có à? Đâu. Đây này, chỗ này này. Chúng ta chọc thẳng từ đấy. Kéo đi không? Đi chưa? Đi đâu? Đây, đây. Đây, đây. Đây. Dưới ra, kéo hai dây đi. Dưới ra, từ, đừng kéo mạnh quá. Được. Chưa? Đúng luôn à? Đúng luôn đi. Chuẩn chắc luôn. Ép nó vào đi. Hả? Ép nó vào đi. Đây ép rồi. Được chưa? Rồi. Được chưa? Đó. Nào. Cầm dao chú đấy. Đứng kia. Cầm dao chú đã. Cho mạnh là... À, cầm dao đá của bác ạ. Cầm cẩn thận nhá. Rồi. Tí ông về là... À, không biết là ai làm cho đấy nhờ. Tí đừng bảo là chú Lực làm cho nhá. Bảo mạnh tự làm nhờ. Ô, nhưng mà cái đầu lên đầu rồi nhờ. Tí làm thì giỏi quá. Đầu sắt đâu rồi. Đây. Đây.
nay phải làm nhiều vòng cho chắc ấy. Đâu nhỉ? Đây. Từ từ nhá. Chưa? Thật là đâm vào tay nhá. Ôi, từ đâu trên này tua rồi. Trên đây. Nào lấy dao chú ra mày ơi. Ở đây nhá, tí lại cầm dao nhá. Thanh niên. Đấy. Bây giờ là phải buộc từ trên hết rồi. Bây giờ bạn cứ ở bên kia nhá, cắt sắt cho để cho. Sau một cái thời gian mà mấy anh em buộc thì hiện tại là cũng gần được rồi cô bác ạ. Bên này từ từ nhé mày. Đâu rồi? Đây ạ. Từ từ, từ từ. Từ từ nhé. Bên này thì đâu rồi? Đây. Đây nhé mày. Thấy cái dây bên này không? Đâu rồi? Thấy không? Đây. Đây. Đến với nhau không? Có mà. Đến không? Gần đây á? Đúng rồi. Đến không? Có. Đến đúng không? Cho nó đỡ bị lúc nào mà bị gió nó lùa vào trong. Bung ra. Lấy kim kim. Vậy nếu mà hôm nay ông ở nhà thì sẽ cùng ông đi chặt thêm cây về để mà rào hết cái xung quanh kia, thì là thành là một cái chỗ cũng như là để làm buồng ngủ cũng được, hay là để mà nấu cơm cũng được cô bác ạ, để làm bếp cũng được. Nhưng mà có những lần là mưa bão to là ông chạy ra đây ngủ khá là nhiều lần rồi đấy cô bác. Ở đây thì cháu Lực hỏi cả em Mạnh thì em cũng bảo thế tối nay thì mày có dám ngủ đây không? Tối nay là muốn ngủ đây à? Nhưng mà có dám ngủ đây không? Dám. Dám ngủ rồi à? Ông không về là Mạnh ngủ một mình nhá. Vậy ông thì đi làm rồi, có một mình là em ở nhà thôi. Không biết là lấy sữa đâu về nhỉ? Mạnh rơi rồi. Ở đây thì bạt là hiện tại mới còn dư là tầm độ hơn 10 mét thôi các bác. Vừa rồi mấy anh em là chỉ dùng được cái này là chỉ có được 5 mét thôi. Như này là chắc chắn rồi đúng không? Chắc chắn rồi. Thế là chắc chắn rồi các bác ạ. Cũng không biết là làm thêm cách nào để cho nó chắc chắn hẳn nữa. Này thì hôm nọ là ông cũng đào là đây là một cái ránh rồi. Thành ra là bây giờ nếu mà có nước ấy thì nước sẽ chảy đi ra ngoài ránh rồi đây. Mai thì nếu mà được sự hỗ trợ của Nghiêm xuống nữa thì cùng ông làm hết chỗ này nữa thì là tuyệt vời rồi. Còn là những cái con sắt này còn dư ấy, cô bác thì cháu Lực sẽ để lại để lần sau xuống thì còn có cái mà dùng. Này mày không được lấy đi nghịch nhá.
Được chưa? Rồi. Đây, để cất vào đây luôn. Kim này mượn. Kim này là đi mượn về, kim với lại búa. Kim với lại búa thì đi mượn về thì mình sẽ không phải mua nữa. Bây giờ đi mua một cái kim thì nó rơi vào tầm là độ 50.000 nữa. Mai tiếp tục xuống sẽ tiếp tục là làm cho ông sau. Mạnh ra kia cùng chú gấp đi, ra kia gấp như này, đi. Có biết gấp không? Hả? Biết gấp không? Đang lười rồi các bác ạ. Vừa rồi cho làm nhiều quá bây giờ lười rồi. Chỉ chơi thôi. Có vẻ như là chủ quán người ta cắt cho dư ra là 10 mét các bác ạ. Vừa cho lúc là lấy 20 mét rồi mà. À lấy 10 mét rồi mà. Không tự... Thế mai có muốn chú ra xuống lập hết xung quanh nhà cho không? Muốn à? Nhưng mà phải ngoan nhá. Được chưa? Thế Mạnh nhìn một tí đi nhà Quyết ăn cơm, đi nhà ai ăn cơm? Hay là cùng chú đi về không? Hả? À? Có cùng chú về nhà chú không? Không. Không về á? Sao không về? Sợ à? Vậy còn à, chắc là chỉ có ở với ông là nhiều đâu các bác. Thế Quyết là một tí cùng Mạnh là đi nhà Quyết ăn cơm à? Hả? À? Phải không? À Mạnh là nhỏ tuổi hơn lại Quyết cô bác. Quyết thì lớn tuổi hơn. Quyết thì là ở nhà thì bố mẹ cũng thương yêu, nhưng mà bố mẹ của Quyết ấy cũng thương yêu luôn cả em Mạnh nữa. Thành ra là mỗi lần mà khi mà không có gạo để ăn ấy thì ông toàn là đi lên trên vay là nhiều hơn. Như cái phần này thì là bây giờ thì cũng bạt hết rồi cô bác. Cô bác ạ, nó bị bục rồi cái bạt này ấy. Dưới nhà của hai ông cháu thì cháu được không biết là cái ngôi nhà này thì liệu là hiện tại là còn trụ được bao nhiêu lâu nữa. Chỉ sợ rằng là có một cái cơn báo lớn là nó sẽ thổi ngôi nhà là bay luôn. Làm ở trên kia một cái chòi cho hai ông cháu thêm thì sẽ để mà lúc nào mà trời mưa to quá thì để hai ông cháu là ngủ trên này. Máy xúc của Mạnh thì để chất trên này là Mạnh này. Cái nguồn nước này thì hiện tại là cháu Lực chưa có đi mua cô bác ạ nhỉ. Chưa có đi làm mà giấy tờ để mà mua cho ông với lại Quyết với lại em Mạnh. Hôm nào lấy tách xuống thì đặt láng một cái chỗ này một cái khoảng cho hai ông cháu đặt cái tách ở trên này. Thằng cháu là tắm rửa giặt áo là đấy luôn. Cái thực phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Và cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và cùng đồng hành cùng cháu Lực. Một lần nữa thì xin cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn hai chị đã luôn luôn tin tưởng cháu Lực đi giúp đỡ được cho hai ông cháu rất là nhiều. Đấy, và gửi những cái phần quà cho hai ông cháu còn là rất là lớn nữa. Bây giờ thì Mạnh cùng chú đi không? Cùng chú đi về đây nhỉ? Đi chú mua sứa cho nhá. Nhá. Đi lên trên chú mua sứa cho nhá. Đi xe máy lên trên chú mua sứa cho nhá. Rồi, lên trên chú mua sứa xong cho Quyết với lại Mạnh thì là về nhá. Rồi. Nhưng mà nhớ là phải về nhà nhá, phải là về nhà Quyết nhá. Rồi. Đấy. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này thôi các bác ạ. Và một lần nữa thì nếu mà các bác có theo dõi được những thước phim của cháu Lực đăng tải lên hay là của bạn Nghiêm thì là cho mấy anh em xin một lần like và một chia sẻ
cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa. Kênh của bạn Nghiêm hiện tại là cũng còn là khá là mới, thì rất là mong các bác sẽ qua bên kênh, là kênh gì nhỉ Nghiêm nhỉ? Thế hệ vàng. Kênh của Thế hệ vàng của Nghiêm, là ủng hộ cho Nghiêm một lượt đăng ký của bác nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào Nghiêm, xin chào các bác. Nào mạnh khoanh tay chào các ông một ba nào. Chào các ông các bà. Rồi bye bye các ông bà. Đấy, Quyết nào đứng lên chào con các bạn nào. Con chào các ông các bà. Nào quay ra kia. Con chào các ông các bà. Rồi.